Em có thể thấy là cái xe sau thời gian sử dụng dài thì anh em thấy những cái răng, cái khe cái cánh cửa này rất là bẩn này. Đây, đó, anh em thấy không ạ? Và cái cánh cửa cực kỳ bẩn nhá anh em nhá. Đấy, sau thời gian mà anh em đi lâu rồi mà anh em không vệ sinh, thời gian nó ảnh hưởng cái sức khỏe của anh em. Bởi vì cái điều hòa nó sẽ tuần hoàn trong cái khoang nội thất này. Đây, cả nguyên cả cái khoang nội thất này. Và thứ hai là cánh cửa này, anh em nhìn thấy thời gian sử dụng dài, cái cánh cửa mà không sử dụng đến này, cái cánh cửa nó sẽ không lâu thời không vệ sinh này thì cực kỳ bẩn, những khe kẽ trong cánh cửa này, sàn này, anh em thấy không ạ? Đây, cái này chính là cái mầm bệnh của anh em này, anh em nhìn thấy không ạ? Đây này, mầm bệnh của anh em này, anh em thấy không? Đấy, lâu ngày mà anh em không vệ sinh thì ấy, thì cái điều hòa nó tuần hoàn trong cái không khí trong xe ấy, thì chính là cái mầm bệnh của anh em ảnh hưởng đến cái sức khỏe của anh em. Thế nên là anh em ấy, từ 6 tháng đến 1 năm anh em nên dọn nội thất một lần anh em nhá, để cho cái không, thứ nhất là cái nội thất bên trong sạch sẽ thơm tho, và thứ hai là đảm bảo cái cho cái sức khỏe của chính gia đình của mình. Đấy, còn dọn nội thất thì như nào ạ? Đây, anh em thấy là tháo tung nguyên cả một cái xe này ra để dọn lại chi tiết cho anh em. Đấy. Anh em nào mà chưa dọn nội thất á, hay là đang muốn dọn nội thất thì chăm sóc cái xe lại của mình thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhá.